Tháng năm về, khi vườn hè rực nở thì cũng là lúc vào mùa ve sầu. Đây cũng là thời điểm những người chuyên săn loại côn trùng độc lạ nơi rừng núi Tri Tôn tỉnh An Giang bắt đầu nhộn nhịp. Khi mặt trời khuất núi cũng là lúc thợ săn ve sầu bắt đầu lên rừng. Dụng cụ bắt ve sầu đơn giản chỉ là một chiếc đèn pin và chai nước muối pha loãng. Một vài tay thợ săn thận trọng hơn thì mang theo ủng hoặc giày và đeo thêm găng tay để phòng rắn độc. Thì về cách bắt thì chủ yếu là mình lấy đường pin mình xoay chỗ có đống cỏ hơi nhiều, nó bò lên cũng cỡ vài cm. Rồi mình dùng tay mình chủ yếu là mình bắt. Thì mình bắt xong thì chủ yếu là dùng để ăn thì nhiều, còn có mấy cái quán cần thì mình có tiêu thụ cho các quán thì cũng ký cũng cỡ 200.000 đồng. Mỗi đêm, ve từ đất trồi lên đậu vào các gốc cây. Lúc này, ve chưa kịp bọc cánh, nên việc bắt ve khá dễ dàng. Thời điểm thích hợp nhất để bắt là khoảng 20 giờ tối. Một đêm, thợ săn giỏi mang về trên 200 chú ve sữa. Săn được ve xong phải cho ngay vào chai nước muối. Những người săn ve bật mí rằng đây là công đoạn làm sạch các ấu trùng bám vào thân ve và cũng là để ve có thể lột xác, mọc cánh và già đi. Đó là bí quyết giúp thịt ve sữa thơm ngon hơn. Bắt xong thì chủ yếu là mình chế biến cũng thành nhiều món, trong đó món ăn không gà là ngon nhất là món ve gan nước mắm đường ớt. Săn ve sầu trong đêm vừa là thú vui vừa có thêm thu nhập. Tuy nhiên, để có món ngon được xem là đặc sản thì người dân cũng cần cẩn trọng với những con ve già vì chúng có khả năng bị nhiễm ký sinh trùng sống lâu ngày trên thân, có thể gây ngộ độc dẫn đến chết người.